sắt vụn đồng nát bán đi. Ai có tivi, tủ lạnh, bơm cháy, quạt cháy, đồ điện hỏng bán nào? Ai sắt vụn đồng nát bán đi. Trong khi đợi ông Đồng Nát mang hàng tới, Quân đã rủ Cường tham gia vào phi vụ của mình. Do không trách nhiệm nên Cường đã nhận lời. Không chỉ giả danh công an để cướp tài sản của người dân, Quân còn dùng cái mắt này để lừa cô gái trẻ Lương Thị Xuân. Một hôm, khi Lương Thị Xuân ở phòng trọ, thì Quân tới nói là kiểm tra đăng ký tạm trú. Hắn giới thiệu mình chưa có gia đình để tán tỉnh Xuân. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Quân lại tới thăm Xuân, có khi hai người còn đi chơi tâm sự. Công việc của anh thì rất là bận. Anh thì có mỗi mẹ già thôi, vợ con thì chưa có, nên là cũng chẳng có thời gian để đưa em đi chơi nhiều. Khi đã chiếm được tình cảm của Xuân, một hôm Quân biện ra chuyện mẹ mình bị bệnh nặng, cần tiền để lo thuốc men viện phí. Hắn ta ngỏ lời muốn mượn chiếc xe máy của Xuân để cầm cố. Cầm xe của em nhé. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vì yêu nên Xuân đã đồng ý.
không có vững quay được. Cướp!